edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh. Thì chưa bao giờ thì việc rửa xe là trở nên đơn giản và dễ dàng như vậy. Thì hiện tại trên tay mình đây đó chính là máy phun rửa áp lực đến từ thương hiệu Jimmy. Thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem ngoài việc rửa xe thì nó có thể giúp cho chúng ta những gì trong cuộc sống hàng ngày. Và bây giờ mình sẽ mở hộp nha. Sau khi mở hộp thì đây là tất cả các phụ kiện ở bên trong. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc thân máy. Thì chiếc thân máy này ở bên trong đã tích hợp sẵn một cái động cơ rồi. Tiếp theo là cái vòi dài. Vòi này nó có chức năng là sẽ phun xa hơn và sức nước sẽ mạnh hơn. Vòi đa năng thì vòi đa năng nó có các chế độ phun như là 10 độ, 20 độ, 40 độ và chế độ phun mưa. Tiếp theo là bình chứa xà phòng, chúng ta có thể bỏ xà phòng hoặc là nước lau nhà vào đây để rửa xe. Và đây là ống nước, thì ống nước này sẽ bao gồm hai đầu. Một đầu chúng ta sẽ ghim vào phần thân máy, còn một đầu là sẽ bỏ vào nước. Đầu này nó có một cái đầu lọc có chức năng là loại bỏ những tạp chất gây tắc nghẽn cho đường ống nước. Tiếp theo là pin, thì pin này khi không có nguồn điện chúng ta có thể sử dụng như một viên pin dự phòng. Trong này sẽ bao gồm 5 viên pin và tổng dung lượng lên đến là 2500 mAh. Nó có thể hoạt động được hết công suất là khoảng 15 phút và hoạt động ở chế độ eco là chế độ bình thường khoảng 45 phút. Có thể sạc 2 giờ sẽ đầy. Tiếp theo là đốc sạc pin cho viên pin. Và để nhằm đảm bảo tính di động cao thì nhà sản xuất còn cho chúng ta thêm một cái giỏ sách để đựng tất cả các phụ kiện của cái máy phun rửa áp lực này. Và cuối cùng là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Để sử dụng được sản phẩm này thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp. Trước hết là chúng ta sẽ lắp ráp ống dẫn nước vào phần lấy nước của thân máy trước. Sau khi nghe một cái cạch là ok. Tiếp theo là sẽ lắp phần vòi. Thì tùy nhu cầu của mỗi người thì chúng ta sẽ lắp phần vòi dài hay là vòi đa năng hay là bình xịt xà phòng. Cuối cùng là chúng ta sẽ lắp pin vào. Vị trí pin nó sẽ nằm ở phía sau cùng và ở dưới cùng của cái thân máy. Chúng ta chỉ cần đẩy nhẹ vào phần ngàm. Ngoài ra thì các bạn vẫn có thể kiểm tra phần trăm pin ở đây. Thì như các bạn có thể thấy thì nó có thiết kế khá giống như là một chiếc súng nước đồ chơi. So với những sản phẩm cùng loại thì em này nó khá là nhỏ gọn và với những cơ chế hoạt động rất là đơn giản. Mang tính linh hoạt cũng như là tính di động cao, thoải mái sử dụng ở mọi nơi. Ví dụ như chúng ta đi business hoặc là khi mà rửa xe không có nguồn điện. Và thiết kế dạng này khiến khi chúng ta cầm nắm rất là dễ dàng, trở nên mạnh mẽ và khi sử dụng nó rất là an toàn. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành trải nghiệm sản phẩm. Trước hết là chúng ta sẽ đưa ống dẫn nước vào nguồn nước. Nhớ là các bạn phải đưa đầu lọc để cho đầu lọc ở phía dưới loại bỏ những tạp chất gây nghẹn ống. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng vòi dài để loại bỏ những tạp chất, những vết bẩn cứng đầu ở trên chiếc xe. Thì hiện tại các bạn có thể thấy chiếc xe đang hiện tại rất là dơ. Và bây giờ mình sẽ cùng xem là cái hiệu quả rửa xe này nó có tốt hay không nha. Thì khi sử dụng thì các bạn cần ấn hai nút, một nút là khóa kích hoạt, một nút là cò, để chúng ta có thể phun nước ra. Và những cái góc độ chúng ta có thể điều chỉnh ở trên vòi. Bước thứ hai là chúng ta sẽ gắn cái phần vòi có xà phòng vào để chúng ta sẽ làm sạch đi những cái vết bẩn ở trên xe. Thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về cái phần bọt do vòi này tạo ra. Nó không làm hư hỏng lớp sơn của chúng ta đâu ha. Đây nó tạo ra rất là nhiều bọt. Các bạn có thể thấy là công nghệ tạo bọt rất là mịn màng. Rồi bước thứ ba là bước cuối cùng, chúng ta sẽ dùng cái vòi đa năng để loại đi những cái vết bọt mà do xà phòng mang lại. Thì cái vòi này nó có rất là nhiều góc độ để chỉnh. Ví dụ như là 15 độ,
25 độ, 40 độ và chế độ phun mưa cũng như là 0 độ. Đây, bạn đã điều chỉnh những cái góc độ khác nhau để làm sạch xe. Sau khi rửa xong rồi các bạn có thể thấy nó rất là sạch, loại bỏ đi những vết bẩn ở trên thân xe cũng như là bánh xe. Chiếc máy phun rửa áp lực này còn có khả năng là tưới cây cũng như là vệ sinh sân vườn. Đây đang vệ sinh sân. Với máy này nó sẽ có hai chế độ hoạt động, thứ nhất là chế độ eco và thứ hai là chế độ hoạt động hết công suất. Khi chúng ta cần chuyển chế độ thì ở trên thân máy sẽ có một nút eco, chúng ta chỉ cần ấn vào một lần thì nó sẽ chuyển chế độ. Hiện tại sản phẩm đang được phân phối tại 9 tại Mobile. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt hàng, mua hàng hay biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn có thể kích vào phần mô tả video ở phía dưới. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh 9 tại Mobile nhé. Xin chào.